Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống, chương trình do Ban Thể dục Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, đây là chương trình mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị những gương mặt vận động viên thể thao nổi bật cũng như là những nhân vật họ có những câu chuyện, có những niềm đam mê bất tận với thể thao. Vậy thì nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Hoàng là một tên tuổi lớn trong làng boxing Việt Nam. Ở hạng cân 81kg, anh không có đối thủ xứng tầm ở trong nước, đã thống trị ngôi số 1 quốc gia suốt 11 năm liền. Còn ở đấu trường quốc tế, anh chính thức khẳng định khả năng với tấm huy chương vàng SEA Games 28 trên đất Singapore. Đó cũng là kỳ SEA Games mà vợ anh, nữ vận động viên Điền Kinh Đỗ Thị Thảo lần thứ 2 liên tiếp giành huy chương vàng trên đường beach cự ly trung bình. Để rồi sau đó, họ trở thành một cặp đôi đẹp của thể thao Việt Nam. Sự nghiệp soi gan của Đình Hoàng buộc phải gián đoạn đến 3 năm vì một chứng bệnh về mắt không rõ nguyên nhân. Để rồi anh chính thức trở lại sàn đấu vào đầu năm 2019 và chọn con đường mới đầy gai góc, chinh phục võ đài boxing chuyên nghiệp. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc của võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng trong chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này. Xin được chào đón võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng đã đến với chương trình Thể thao là cuộc sống. Xin chào anh Dung, xin chào tất cả khán giả của đài truyền hình HTV. Hiện tại thì Hoàng đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho kỳ SEA Games cuối năm hay là như thế nào hả thưa Hoàng? Hiện tại thì mình đang tập luyện để chuẩn bị cho cái trận đấu Victory A ở Hà Nội, cái trận tranh đai vô địch châu Á. Và song song đó thì sau cái giải đó thì mình sẽ tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 2030 ở Philippines. Quan sát Hoàng một thời gian thì Hạnh Dung nhận thấy là Hoàng ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng đỉnh đạt hơn trong cái kế hoạch võ sĩ của mình cũng như là trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy thì mọi thứ hiện tại có đang đi đúng theo những gì mà Hoàng đã dự định không? Tất cả cái công việc hiện tại thì Hoàng được lên một cái kế hoạch do ban huấn luyện, nên là mình cứ tập luyện và theo cái giáo án và theo cái lộ trình đó ban huấn luyện đề ra. Còn công việc ở nhà, ở gia đình thì như thế nào? Nó cũng nằm trong cái tính toán của Hoàng hết đúng không? Mọi thứ đang rất là thuận lợi. Công việc hiện tại thì mình cũng may mắn là có những người anh em hỗ trợ để huấn luyện và thay mình ở nhà để hoạt động câu lạc bộ, và có vợ mình quản lý. Có vẻ như là mọi thứ như chúng ta vừa chia sẻ thì nó đang rất là thuận lợi, đang đúng theo cái kế hoạch của mình. Vậy thì cho Hạnh Dung quay trở lại quá khứ một tí xíu, giai đoạn mà Hoàng bắt đầu quyết định đi theo con đường võ thuật chuyên nghiệp á, thì mọi thứ nó có thuận lợi không hay là nó sẽ gặp những cái trắc trở như thế nào thôi? Mình chơi bắt đầu thể thao chuyên nghiệp á thì năm mình 14 tuổi. Mình lúc đấy thì mình không phải là một vận động viên boxing. Mình đi theo môn tán thủ. Wushu. Đúng rồi. Mình theo tán thủ mình tập được một thời gian thì cái cơ thể của mình lúc đấy nó là mới vậy thì mới phát triển, người rất là ốm và cao. Tập cái môn đấy thì nó thiên về sức mạnh, tập rất là khổ luôn. Mình thi đấu 2 giải thì không thành công. Không có một thành tích gì ở cái môn tán thủ, thế là mình nghỉ. Mình nghỉ trong khoảng nửa năm thì vẫn cảm thấy là nhớ ngứa ngay tay chân á. Xong thì có một cái đợt là tuyển chọn vận động viên boxing, một người anh mình ở trên Đắk Lắk tỉnh lại có được tuyển chọn, thì ông người anh bảo là thôi lên để chọn lại đi, để tập luyện đạt thì quay lại trở lại tập luyện, thì mình cũng rất là thích, thế là quay lại tuyển chọn môn boxing. Thì tuyển chọn thì lại được nhận vào đội tuyển trẻ thôi, trẻ của tỉnh Đắk Lắk thôi. Bắt đầu tập lại. Xoan cho Hạnh Dung quay trở lại cái đoạn mà mình bắt đầu là võ sĩ của Wushu á, thì trước đó thì mình làm một cậu bé như thế nào và tại sao mình lại theo đuổi Wushu, theo đuổi võ thuật? Lúc nhỏ thì mình rất là kiểu như là nghịch á. Cũng xem ở trên TV là có những cái chương trình mà
võ cổ truyền, võ vô vi nam, thấy mấy 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 người tập võ diễu là lộn ngoài kia đó, rất là thích. Xong rồi vô tình thì ở nhà văn hóa xã thì có một người thầy tên là Nguyễn Đình Viên thì nhận dạy võ cổ truyền. Thì mình lên mình đăng ký tập với thầy được 2 năm thì thầy dắt lên trên tỉnh để tuyển chọn vận viên để môn tán thủ đó thì lại được nhận. Tức là từ một cậu bé rất là nghịch ngợm và thích đánh võ như tất cả những cái cậu bé khác thì Hoàng đã theo đuổi võ thuật. Rồi khi mà bắt đầu mà được tuyển chọn vào đội tuyển boxing trẻ của tỉnh đó, thì cái niềm đam mê của Hoàng với võ thuật nói chung và boxing nói riêng nó phát triển như thế nào? Cái mình may mắn là lúc mà mình được nhận vào đội tuyển boxing đó, thì cái lứa đàn anh của mình có những vận viên là đã đạt huy chương đồng, huy chương bạc của SEA Games rồi, đi ra quốc tế rất nhiều, thì cũng tận tình chỉ bảo cho mình nên là mình tiến bộ rất là nhanh. Trong vòng 3 tháng thôi là mình đã thi đấu giải cúp quốc gia, là mình đã được huy chương bạc rồi. Mình tiếp cận boxing thì mình thi đấu mình nói chung là rất là lên, rất là nhanh. Có vẻ như là Hoàng, trong cái câu chuyện mà Hoàng kể khi mà Hoàng đến với boxing là giống như Hoàng được sinh ra để tập boxing, để thi đấu boxing vậy đó. Vậy thì đó là những cái điều mà rất là thuận lợi, là huy chương này huy chương kia rồi mình cứ phát triển dần. Nhưng mà sẽ có những cái lúc mà rất là gian nan, rất là vất vả đúng không? Thì đó là sẽ là những gì? Có những lúc cũng cái mà mình lên quá nhanh. Có một cái đoạn thì mình bị chứng là mình chủ quan. Kiểu như là mình nghĩ mình giỏi, xong rồi mình chủ quan. Có một cái giải đấu là mình đó là một cái bài học mà mình không bao giờ mình vấp lại. Là mình gặp một cái đối thủ là mình đã thắng ra rồi. Xong rồi mình chủ quan, mình lên mình đấu, mình kiểu không như tập là trung. Kiểu gì cũng sẽ thắng. Không tập trung. Xong rồi nôn nóng. Xong thua trận đấu đó, về chán nản, bỏ hết mọi cái. Bỏ hết luôn, lúc đó là bỏ tập luôn. Xong rồi mình đi về quê một thời mấy ngày. Mình nghĩ lúc đấy kiểu như mình thất vọng bản thân, sợ thầy cái nói đó, chắc là cảm giác đó là cảm giác sốc đúng không? Đúng rồi, nói chung là mình không tưởng tượng mình có thể thua trận đấu đó. Nhưng mà vì cái trận đấu đó nó là một cái bài học để mà mình không bao giờ mình thua trong nước nữa. Từ tháng 4 năm 2009, mình nhớ là cái giải đó tháng 4 năm 2009 mình thua đúng trận thua cuối cùng ở giải trong nước, là mình không bao giờ mình thua nữa. Sau đó là tháng 9 năm 2009 là mình vô địch chính thức, vô địch giải quốc gia. Xong từ đó tới giờ là mình chưa có thua một trận đấu nào. Có một bài học lớn. Một bài học rất là đắt giá đúng không? Mà phải cảm ơn cái bài học đúng đó. Đúng rồi, mình luôn nhớ trận thua đó để mà mình, đó là một bài học quý giá. Và khi mà Hoàng đã rất là thuận lợi, gần như là đọc cô cầu bại ở đấu trường trong nước rồi, thì Hoàng bắt đầu bước ra cái đấu trường quốc tế. Và SEA Games thì Hoàng cũng đã đạt huy chương vàng. Và Hạ Nhung nhớ là ở trận đấu đó thì Hoàng hình như cũng bị chảy máu mắt. Trận chung kết. Đúng rồi, cái trận chung kết đó thì mình bị rách mắt bên này. Mà trước đó là đã gặp bạn Philippines là đã bị rách bên này rồi. Tới chung kết thì bị hút cái bạn người Thái nó hút vào đây, xong rồi tét mắt, phải nhờ bác sĩ để lau và để sơ cứu thì mình mới tiếp tục. Cũng may mắn là cái trận đó đó mình lại không có bị ra máu nhiều. Nếu mà qua ra máu quá nhiều mà bị dừng trận đấu liên tục thì mình sẽ bị dừng trận đấu và sự thua. Mà cũng may mắn lúc đấy là cũng có lẽ là trời thương hay là không có bị chảy máu tiếp. Và cái tấm huy chương vàng đó là một tấm huy chương vàng rất là quý giá trong sự nghiệp của đúng Hoàng rồi. Nó là đánh dấu cái cột mốc mà đáng nhớ nhất là cuộc đời của mình, để mọi người biết tới chương trình Hoàng hiện tại. Thank you.
Vừa rồi là những khoảnh khắc rất ấn tượng của Trương Đình Hoàng tại SEA Games 28. Và sau kỳ SEA Games đó thì Hoàng có một khoảng nghỉ. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi Hoàng rằng là khoảng nghỉ đó là khoảng nghỉ như thế nào? Tại sao lại có một cái khoảng dừng như vậy? Xong cái SEA Games thì mình lại tiếp tục tham dự và giải vô địch châu Á cuối năm 2015. Và qua năm 2016 thì mình tham dự cái giải vòng loại Olympic ở Trung Quốc. Thì trong cái quá trình mà mình thi đấu cái trận đấu đó với các bạn người Turkmenistan, hết một thì không sao, nhưng qua bắt đầu tới hiệp hai thì mình đang đấu đó, thì mình thấy đối thủ mình bị mắt mình bị nhòe, thì mình thấy một lúc ba người luôn. Mình thì lúc đấy cảm giác là rất là lo tại vì lúc đấy mắt mình không có thể nhìn rõ được. Mà cái boxing mà mình quan sát không rõ thì mình không thể mà chiến đấu được. Nên cái trận đấu đấy mình cố gắng làm sao mà duy trì để kết thúc hết cái trận đấu đấy. Khi xong xuống thì mới nói cho huấn luyện viên biết, tại vì mình cũng muốn, mình không muốn bỏ cuộc. Mình muốn làm sao để cho kết thúc trận đấu, chứ mình không muốn là bỏ cuộc giữa chừng. Đúng rồi, xong cũng có nói huấn luyện viên, rồi xong cái giải thì mình cũng xin huấn luyện viên là mình đi khám mắt. Mà đi khám mắt thì đi khám ở bệnh viện Việt Pháp, Pháp Việt thì ở quận 7. Thì bác sĩ nói là mắt mình rất là tốt, đâu có bị gì đâu. Nhưng mà cái lúc mà người bình thường thì thực sự là mình nhìn rất là rõ, nhưng mà khi mà mình hoạt động là bị nhòe, không tìm ra nguyên nhân. Thế là mình mới cũng rất là lo lắng, nên là cũng nói với lại huấn luyện viên với lại ban lãnh đạo thì giờ mắt em bình thường thì không sao, nhưng mà khi mà em tập luyện, khi mà em thi đấu thì em không có thấy rõ, nên là ban huấn luyện cho phép em được về địa phương, nghỉ đội tuyển để về địa phương để chữa trị. Xong rồi ban huấn luyện cũng cân nhắc và cũng cho phép mình về mình để mình chữa trị. Nhưng mà khi mà về tới địa phương rồi mình chữa trị rồi thì mình có tìm ra là cái chứng bệnh đó là chứng bệnh nó là gì và tại sao là như vậy không? Cũng không, cũng có đi, cũng có về nhà, cũng vẫn tới cái bệnh viện mắt ở Tây Nguyên ở Bắc Thành Phố, nhưng mà cũng chữa không ra. Hiện tại thì mắt mình tốt hơn, nhưng mà khi mà mình nhìn bị nghiêng mắt thì mọi thứ nó sẽ nhòa nguyên bên này á, bên mình nghiêng qua bên phải, nhưng mình nghiêng này thì không sao. Thế hiện tại thì vẫn quá, nhưng mà mình cảm thấy là cũng không đáng kể như lúc trước. Nhưng mà lúc mà vận động thì nó còn bị nhòe như cái thời điểm đó không? Không gặp trường hợp đó nữa. Mình thi đấu cũng nhiều rồi, cũng sau thời gian cũng có thi đấu nhiều giải cũng lớn rồi, nhưng mà mình không có gặp lại trường hợp đó nữa. Tức là tới thời điểm này đã đi chữa trị rất là nhiều nơi nhưng mà cũng không tìm ra được bệnh đó là bệnh gì và nguyên nhân tại sao để mà chữa trị, rồi cứ để tự thời gian nó tự lành hết, tự khắc phục vậy hết. Thì mình về mình cũng có luyện mắt, luyện bằng cách là mình nhìn mở mắt và nhìn quan sát và xoay, nhìn mọi thứ mình nhìn rộng á. Khi mà mình ví dụ như mình đi xe máy hay là như đó, mình nhìn mọi thứ nó nhìn xa ra. Tức là mình tập điều tiết mắt của mình ở nhiều cự ly khác nhau. Rồi, mình tập liếc, tập nhìn qua trái qua phải, mình nhìn trước, mình nhìn phạm vi nó rộng ra. Nên là cũng đỡ. Với một vận động viên khi mà trong cơ thể của họ có một cái triệu chứng gì đó mà họ không có chữa được thì cũng sẽ có người là người ta sẽ làm quen được và thích nghi được và sống, gọi là mình gọi là sống chung với lũ. Nhưng mà cũng có những người người ta sẽ có một cái tâm lý, một cái áp lực tâm lý nhất định chẳng hạn, thì Hoàng sẽ là thuộc tiếp người nào ở trong hai trường hợp đó? Mình thì mình muốn khắc phục nó và mình sống với nó để mình tiếp tục cái đam mê của mình. Tại vì hiện tại thì boxing nó có như là cái cuộc sống của mình rồi. Mình tập luyện, mình mở câu lạc bộ, mình dạy cho người này người kia và mình sống bằng nó, mình kiếm tiền bằng nó, mình nuôi gia đình cũng bằng nó. Nên là mọi cái hiện tại thì cuộc sống mình hình như là chỉ có boxing thôi. Cái khoảng nghỉ đó của Hoàng là bao lâu Hoàng ha? Mình nghỉ từ đầu năm 2016 đến tới đầu năm này thì mình mới quay trở lại đội tuyển. Wow, tức là 3 năm.
Dung nghe ban đầu tìm hiểu thì chắc đâu đó cũng phải tầm 1 đến 2 năm thôi. Bây giờ Hoàng đếm chính xác là 3 năm. Xong cái giải châu Á là ở Trung Quốc là tháng 3, tháng 4 gì đó không nhớ. Nhưng mà tới vừa rồi kết thúc cái giải cúp câu lạc bộ ở Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk á, thì đầu tháng 5 thì mình được ban huấn luyện cũng gọi quay trở lại để phục vụ đội tuyển quốc gia. Thì lúc đấy mình cũng vẫn muốn quay lại thi đấu đỉnh cao, và song song cái việc mà mình thi đấu SEA Games thì mình còn thi đấu chuyên nghiệp nữa. Nên nó rất là nhiều cái động lực để mình tập luyện để mình quay trở lại. Lúc trước mình lúc mà SEA Games xong thì hầu như mình hết động lực, kiểu như là mình đã đạt đến đỉnh rồi. Đúng rồi, mình hết động lực. Và người ta gọi gọn lại là trở lại và lợi hại hơn xưa, khi mà Hoàng đã ngày càng khẳng định được cái năng lực của mình, và Hoàng đã bắt đầu rẽ sang một cái con đường khác, đó là con đường boxing chuyên nghiệp. Thì Hoàng nói gì về cái quyết định này ở một cái ngã rẽ trong cái sự nghiệp của mình? Hiện tại thì mình muốn quay rẽ sang cái chuyên nghiệp á, là mình muốn để bản thân mình phải cố gắng hơn, để tập luyện mà cố gắng hơn, và muốn biết cái giới hạn của mình tới đâu. Mình tập luyện để mình thi đấu và xem được cái trình độ và cái giới hạn của mình như thế nào. Mình cố gắng hàng ngày. Hiện tại thì cũng được hỗ trợ rất là nhiều ở ban huấn luyện và mấy câu lạc bộ SSC. Mọi người hỗ trợ mình rất là nhiều, từ ăn uống, tập luyện, mọi thứ. Nên là mình hiện tại mình chỉ có cố gắng và thể hiện để cho mọi người thấy. Nhưng mà boxing mà để có được huy chương vàng SEA Games á, thì xét cho cùng thì nó cũng chỉ là nghiệp dư cho đến bán chuyên thôi. Còn mà khi mà đi theo cái con đường boxing chuyên nghiệp thì nó sẽ là một cái câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Thì Hoàng có thể chia sẻ cụ thể cho khán giả biết là nó sẽ khác biệt như thế nào. Hoàng Dung nghĩ là nó không chỉ là khác ở trên sàn đấu đâu, mà nó cả khác trong cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong chế độ dinh dưỡng của mình. Nó cũng cần phải chuyên nghiệp tới từng ly từng tí một, đúng không? Thì hiện tại thì mình cũng làm việc với những huấn luyện viên chuyên nghiệp và những người chuyên nghiệp về boxing, nên là khi ăn uống mình cũng được bếp nấu cho những món ăn mà nói chung là đủ dinh dưỡng, và thuốc men thì phải đủ thực phẩm bổ sung để mình đủ năng lượng để mình tập luyện. Thì boxing chuyên nghiệp thì nó khác cái nghiệp chưa, thì nó sẽ thi đấu dài hơn, dài hiệp hơn. Nhưng mà cái cường độ nó sẽ không bằng, cường độ, tốc độ trận đấu nó sẽ không bằng thi đấu nghiệp dư. Nó khác, nhưng mà mỗi cái nó có một cái mà kiểu như là khắc nghiệt của nó. Boxing mọi người nghĩ là boxing nghiệp dư nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà khi mà đấu một trận nghiệp dư với những vận viên mà có trình độ cao á, rất là mệt. Trong 3 hiệp thôi nhưng mà rất là mệt. Những cái ở trong SEA Games thì có Philippines với lại Thái Lan, hai nước rất là mạnh, gặp những đối thủ đó thì cũng phải là e dè, rất là vất vả. Khi mà Hoàng đã bắt đầu vào cái con đường chuyên nghiệp rồi á, thì đó có khác với những gì mà Hoàng đã hình dung ban đầu không? Thì cái quá trình tập luyện thì đều được huấn luyện viên hỗ trợ. Cái việc mà mình cảm thấy khó khăn nhất là mình phải chiến thắng với bản thân mình hàng ngày. Khi tập luyện rất là mệt, rất là mệt, về nhiều khi là không ăn nổi, phải ép ký để chuẩn bị trận đấu, rất là mệt, từ 83 kg mà xuống 76 kg. Thì người mình nó là nhiều khi là ăn uống mà đi cùng anh em nhiều nữa, đi ăn mà mình không dám ăn, mình chỉ ăn một xíu. Cái khổ của vận viên võ là ép cân. Chiến thắng bản thân trước mới chiến thắng đối thủ sau. Và Hoàng có còn nhớ lại trận thượng đài chuyên nghiệp đầu tiên của mình không? Cũng cách đây không lâu lắm. Chuyên nghiệp thì mình gặp đối thủ Thái Lan, một đối thủ thì cũng vượt sức với mình. Mình có một trận knockout từ hiệp 1. Bây giờ mà mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó, nó sẽ là một cái khoảnh khắc như thế nào? Nó mang lại cho mình những cái cảm xúc như thế nào? Thì đó là một cái bước đi, là một cái tiền đề để cho cái con đường của mình sau này. Mình sẽ cố gắng để mà mình kéo dài cái chuỗi chiến thắng đấy. Và bây giờ thì em sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc của trận thượng đài chuyên nghiệp đầu tiên của võ sĩ Trương Đình Hoàng.
gia đình nhiều cái áp lực cộng lại, nhưng mà anh vẫn thi đấu tốt, là cái nỗ lực quá, cố gắng. Thẳng thắn, sống tốt, có gì là nói. Tinh thần tập luyện cũng như là tinh thần thi đấu của em rất là tốt. Trong mắt nhiều người, Trương Đình Hoàng gần gũi là vậy, hiền lành, chăm chỉ và kiên cường. Giờ đây, khi ở độ tuổi chín chắn nhất của một người đàn ông, chàng võ sĩ người Đắk Lắk tiếp tục khiến mọi người phải trân trọng. Thay vì tạm dừng sự nghiệp như dự tính ban đầu, Đình Hoàng quyết định trở lại sàn đấu, nhưng ở một đẳng cấp cao hơn là tranh tài ở hạng boxing chuyên nghiệp. Tại sự phía trước thì nói chung là rất là gian nan, nhưng mà mình và ban huấn luyện đã đưa ra một kế hoạch là cho tương lai, nên là cứ thế là sẽ đi theo. Đẳng cấp cao hơn đồng nghĩa với nhiều thử thách hơn, nhưng với Hoàng, một khi đã chọn thì anh chỉ nhìn về tương lai. Bản lĩnh của một nhà vô địch SEA Games cũng phần nào giúp anh có được sự tự tin nhất định trong lần đầu tiên thượng đài chuyên nghiệp, bất chấp đối thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn. Và chiến thắng chỉ sau gần 3 phút sau găng, một bước đệm quan trọng để anh tự tin hơn cho những mục tiêu xa. Hoàng thực ra thì đúng là một vận viên đạo đức tốt, cách sống cũng tốt, được tất cả mọi người yêu mến, và cái ý chí cũng như là cái ý thức tập luyện của Hoàng rất là tốt. Đây là một vận động viên mà cũng để cho nhiều vận động viên của chúng ta phải học tập noi theo. Sau trận thượng đài đầu tiên mà chúng ta vừa theo dõi thì là Hoàng tiếp tục có một trận đấu chuyên nghiệp thứ hai trong sự nghiệp của mình, và lần này là ở trên đất nước Hàn Quốc. Thì giữa trận đấu thứ nhất và trận đấu thứ hai thì nó sẽ có những cái điều khác nhau như thế nào, Hoàng có thể chia sẻ không? Bởi vì cái trận đấu Hoàng ở Hàn Quốc á, thì cũng không có nhiều thông tin lắm đối với khán giả Việt Nam. Thì vừa rồi mình cũng vừa đấu với lại, mình đi Hàn Quốc cùng với lại một team Việt Nam thì có khoảng 5 vận động viên. Mình qua đấy đấu với lại năm bạn người Trung Quốc. Hàn Quốc thì cả 5 vận động viên của Việt Nam đều chiến thắng. Chiến thắng trước 5 vận động viên của Hàn Quốc. Đem chung đi đánh xứ người mà thắng hết cả năm. Tất cả luôn. Cái cảm giác mà thắng ở trên đất bạn rồi thắng võ sĩ nước nhà nó sẽ như thế nào? Thì khi mà mình đi nước ngoài, mình mang trong mang cái lá cờ của Việt Nam đi thi đấu, thì lúc nào mình cũng lên cũng mang tinh thần của dân tộc đi, thì quyết tâm để khẳng định được cho các nước á, boxing Việt Nam không có yếu như những người ta nghĩ. Và cái cảm giác khi mà mình thắng như vậy thì sẽ rất là tự hào, đúng không? Nhưng mà hình như nói đùa tí xíu là chắc Hoàng lên đài chắc không ai nhìn ra Hoàng là võ sĩ Việt Nam đâu, trông cũng giống người Hàn Quốc lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ nói một tí xíu về cái kế hoạch của Hoàng từ đến cuối năm. Và kỳ SEA Games lần này là kỳ SEA Games Hoàng sẽ trở lại thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì mình đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào cho cái gọi là một cái chiến trường khá là quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm nay? Thì từ lúc mà mình nhận lời để quay lại đội tuyển ấy, thì mình đã có những cái trận đấu cũng có những trận đấu chuyên nghiệp và những trận đấu nghiệp dư. Và thì sắp tới là tháng 10, ngày 19 tháng 10 thì mình sẽ đấu một cái trận tranh đai vô địch châu Á tại Hà Nội với lại một võ sĩ Hàn Quốc, và trận đấu đó là kéo dài 10 hiệp. Thì hiện tại thì cái việc tập luyện để chuẩn bị cho cái giải đó thì mình cũng đã tích lũy được một cái thể lực. Sau cái giải đó thì mình tập trung tiếp để mình chuẩn bị cho cái SEA Games. Tại vì SEA Games năm nay rất là khó khăn, tại vì vận viên Philippines chủ nhà rất là mạnh, top 2, top 3 châu Á, huy chương bạc châu Á, rất là mạnh. Nếu mà mình muốn chiến thắng mà muốn giành huy chương vàng thì mình phải nỗ lực nhiều lần, gấp nhiều lần cái SEA Games trước. Nhưng mà hiện giờ thì ban huấn luyện đã đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cho Hoàng. Chỉ tiêu của ban huấn luyện và chỉ tiêu của bản thân mình là mình sẽ tiến vào chung kết. Và lúc đấy thì mình sẽ tính tiếp. Như vậy thì chúc cho Hoàng sẽ có được huy chương vàng nha. Nhưng rất là chờ đợi trận đấu đó ở kỳ SEA Games sắp tới này. Bây giờ mình sẽ nói một tí xíu về gia đình nhỏ của Hoàng đi. Hồi nãy thì Trương Đình Hoàng cũng đã nhắc đến một người vợ.
và vợ của Trinh Đình Hoàng thì cũng không phải là một gương mặt xa lạ lắm đối với là những ai yêu mến thể thao. Đó chính là Đỗ Thị Thảo, nhà vô địch SEA Games 27 và 28 môn điền kinh ở cự ly trung bình 800m và 1500m. Thì chuyện tình của Hoàng và Thảo là một chuyện tình rất là đẹp ở trong thể thao Việt Nam. Vậy thì Hoàng có thể chia sẻ một tí xíu về hai bạn đã quen nhau như thế nào và cái niềm đam mê thể thao nó có phải là một cái điều mà gắn kết hai bạn lại với nhau không? Thì hai vợ chồng quen nhau ở Đà Nẵng, tại vì tập trung ở Đà Nẵng, mình ở Đà Nẵng 8 năm. Và hai vợ chồng tập luyện ở đấy thì quen nhau cũng được 5 năm. Mà khi mà từ lúc quen tới lúc mà cưới, quen từ năm 2011. Thì cái lúc mà mình quen thì cô Tâm, cô huấn luyện viên của Thảo không cho quen. Tại vì sợ là hư gà. Sợ ảnh hưởng. Hư gà của cô. Dùng từ đúng chuyên môn luôn á, hư gà. Bây giờ tức là mọi người đều kiểu như là sợ. Nhưng mà hai đứa thì mình rất rõ ràng. Mình có quen hay như nào, mình có yêu nhau như nào, nhưng mà công việc tập luyện vẫn là trên. Nào ra đó. Xong lúc tập thì hai đứa đi chơi, yêu ăn uống xem phim. Mình cũng lo cho bà xã mà. Nên là cũng muốn làm sao mà để bảo đảm thành tích. Rồi bao lâu nữa thì cô Tâm mới là đồng ý cho hai bạn quen nhau? Còn quen cũng được 2-3 năm á. Xong rồi cũng lâu. Cũng lâu. Xong rồi nhưng mà cũng thấy mình cũng không làm ảnh hưởng gì tới lại học trò của cô, nên là cô không cấm nữa. Cái đến lúc mà hai đứa đều thành công ở SEA Games 28 thì cô rất là mừng. Coi như là mọi thứ đều đã đạt được ý nguyện của cả hai bạn rồi, và hai bạn cũng thật sự nghiêm túc. Lúc đấy là mình cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là hai đứa là thật sự nghiêm túc, chứ không có phải là yêu đương rồi để nó làm ảnh hưởng tới việc tập. Nên mình cũng cố gắng để lấy huy chương vàng, để cho cô thấy là mình cũng không làm ảnh hưởng gì tới, mà mình còn làm được cái điều mà mọi người nghĩ mình không làm được nữa. Rồi sau cái kỳ SEA Games đó là về hai bạn là về chung một mái nhà. Sau SEA Games thì thấy vợ tập luyện cũng vất vả quá, nên là cũng thôi kêu là thôi mình cưới. Là tháng 11 năm 2015 là hai đứa cưới. Bây giờ thì là mái ấm của Hoàng với lại Thảo thì cũng đã có hai thiên thần nhỏ rất là xinh xắn. Một bé thì 3 tuổi, một bé thì sắp 1 tuổi rồi. Thì khi mà mỗi lần mà nhắc đến gia đình của Hoàng thì Hạnh Dung nhận thấy trong ánh mắt của Hoàng là một cái niềm hạnh phúc rất là tuyệt vời của một người đàn ông. Thì bây giờ Hoàng cũng đã rất là nhiều lần chia sẻ về cái niềm hạnh phúc đó trên trang cá nhân của mình. Thì nhân đây Hoàng có muốn chia sẻ một cái điều gì, một cái thông điệp gì đó đến người vợ của mình không? Mình có một người vợ rất là đảm đang, lo được cho hai đứa con, để mình yên tâm, để mình tập luyện, mình không có phải lo lắng về gia đình mình quá nhiều. Mình tại vì vợ mình ở nhà đã lo hết rồi. Bây giờ hiện tại mình chỉ cố gắng làm sao mà mình thi đấu thật là thành công, để mà mình đem cái thành công đó về tặng lại cho gia đình. Thì mọi thứ hiện tại thì mình cũng cố gắng để làm sao cho gia đình mình đầy đủ và hạnh phúc, và hai đứa con mình lớn lên khỏe mạnh. Hoàng nói gì về sự hy sinh của Thảo dành cho gia đình? Thì cảm ơn vợ rất là nhiều vì sự hy sinh mà lớn cho gia đình hiện tại. Và lúc này bây giờ chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc rất là xúc động của một người đàn ông rất là mạnh mẽ ở trên sàn đấu. Nhưng mà khi mà nhắc đến gia đình, nhắc đến vợ thì anh cũng có những cái cảm xúc, những cái sự xúc động nhất định. Và qua đó thì chúng ta thấy được rằng là gia đình là một điều gì đó, một phần rất là quan trọng, và nó là một cái bệ phóng rất là vững chắc để cho Hoàng có thể yên tâm trên cái con đường sắp tới của Hoàng. Rất là cảm ơn Hoàng vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Hạnh Dung tin rằng là mà Thảo khi mà xem chương trình này thì cũng sẽ cảm nhận được hết tình cảm của Hoàng dành cho gia đình, cũng như là những cái nỗ lực của Hoàng trong cái sự nghiệp của mình. Và chúc cho Hoàng là sẽ đạt huy chương vàng SEA Games nha. Rồi sắp tới là ở trận Victory Age thì mình cũng sẽ giành được chiến thắng để mà mình có thể có được những cái bước tiến chắc hơn ở trên cái con đường boxing chuyên nghiệp của mình. Và một lần nữa là xin chúc cho Hoàng thành công và chúc sức khỏe. Cảm ơn. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.